kính thưa quý vị, và chúng ta đã được thưởng thức 3 phần 10 sở thích của ba người đẹp. Và không biết là cảm xúc động lại trong trái tim của hai chàng trai như thế nào đây? Đối với bạn Toàn thì sao nào? Dạ thì bạn đầu tiên là bạn Kimmy đúng không ạ? Đúng rồi, Kimmy. Bạn đó có phần thử thách khá là tốt, bạn ứng xử rất là tốt và khôn khéo. Không? Dạ. Còn liên gồm hai cái phần biểu diễn nghệ thuật ca hát của hai bạn Trang Anh và bạn Đông Nghi thì thấy rất là cuốn hút với giọng hát rất là hay. Còn với Quân? Còn Quân? Dạ, em thì em coi xong ba bạn thì em không biết nói gì, ba bạn giỏi quá. Cảm giác nha, rung động ở cái tần số nào? Mời Toàn. Dạ, như từ đầu em có chia sẻ thì em ấn tượng với bạn số 1. Vẫn ấn tượng, dạ, không thay đổi. Sau khi nghe bạn trình diễn thì cái giọng hát của bạn thấy rất là hợp với cái gu âm nhạc của em. Của em. Dạ. Giữ đèn số 1. Chúc mừng bạn Đông Nghi với phần ấn tượng của bạn Toàn. Còn với Khánh Quân thì sao? Em phải giữ quyết định được ấn tượng là bạn số 3. Thì Phương vẫn thích nhất là bạn số 2. Và tôi cũng nói với bạn là nếu như ngày hôm nay không có rung động được hai trái tim này, nhưng mà ít nhất cũng rung động trái tim của tôi. Ở trên quãng đường đời có gì mà nó hơi mệt mỏi thì chị Việt Hương vẫn có thể giúp đỡ được em. Và bây giờ xin mời hai chàng trai sẽ bước lên phía trước để chúng ta chờ đón xem nhan sắc thật sự của ba cô gái như thế nào nào. Hình thật của ba cô gái nổi lên. Chúng ta chuẩn bị hò reo để quá. Số 1. Ôi. Bạn số 1 Đồng Nghi nha. Cảm ơn. Số 3. À, Kimmy. Số 2. Trang Anh. Tôi cũng muốn đây. Đổi không? Vẫn còn cơ hội đổi. Dạ không chị. Nhất định số 1 Quân. Còn với Quân. Em thấy cái sự vỗ tay cuồng nhiệt của bạn số 2, em có đổi hay không? Dạ em không đổi à. Nhất định số 3. Trời đất ơi, hai con trai tôi, bởi tôi xanh nó ra cái nết nó y như tôi vậy, trung thủy vô cùng. Vậy thì thôi, coi như là cái duyên rung động tần số. Xin mời hai bạn về đây và tắt màn hình để gặp gỡ bạn số 2. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy được sự lộ diện của cô nàng ở vị trí thứ 2. Đó chính là Trang Anh. Xin mời. Trên đời này, có người lấy danh nghĩa tình bạn là cái cớ để ở bên ai đó cả đời. Nhưng cũng có người dùng hai chữ này để từ chối một người. Ngày hôm nay tại tần số tình yêu, tình bạn Trang Anh nhận được có vẻ không giống hai phế trên cho lắm. Không chờ đợi cũng chẳng chối từ, là một lựa chọn vừa đủ cho cả hai bên. Dễ thương quá. Ai là Toàn còn ai là Quân có biết không? Tôi nghĩ anh Toàn là anh đeo mắt kính, còn anh Quân là anh bên đây à? Có thể là có một người đàn ông khác để dẫn dàng hơn Quân, để chia sẻ nhiều hơn. Dạ. Thấy Toàn sao? Thì thấy anh Toàn dễ thương với lại chuẩn chạc à. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Hy vọng trong chương trình này, mặc dù là anh với em chưa có rung động cái tần số với nhau, sau chương trình này thì sẽ có người thấu hiểu được nội tâm của em. Dạ. Và sẽ rung động với em. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều đã đến với tần số tình yêu. Thưa thân mến, và bây giờ hãy sẵn sàng với vòng tiếp theo, chờ đón xem với riêng những chàng trai rất là xoái ca đằng kia, họ sẽ có bí mật ra sao. Xin mời quý vị đến với bí mật của chàng. Toàn ơi, cái máy điện thoại của em có gì bí mật không? Dạ không chị ơi. Không có gì bí mật, mở màn hình. Em bỏ cái gì lên màu mịt vậy? Dạ không, đây hình nghệ thuật đó chị. Chụp cho nó ao nét vậy đó. Nhưng mà bây giờ quan trọng là những cái nội dung bên trong. Có cái đàn piano kìa. À đúng rồi chị, cái này là cái phần mềm đánh piano trên điện thoại để em dò tông này kia. Quý vị thấy không? Cái điện thoại của nhạc sĩ có khác. Báo thức đi, có mấy giờ dậy đi hát? 3 giờ sáng dậy đi. Đây là không, đây là giờ mà em đi làm hướng dẫn viên du lịch chị. Em đi rất là sáng sớm. Ba mẹ có thông cảm nghề không? Ba mẹ có sót con kêu nghỉ không? Dạ nói chung ba mẹ cũng ủng hộ em chị. Ủng hộ nghề đàn piano hay là nghề này? Dạ cả hai luôn, tất cả những gì em thích là ba mẹ em đều thích. À thương quá. Vậy hình ảnh của một chàng du lịch như nào? Du lịch sao? Chà, cho có cái họ, À, đây là bạn em chụp lại thôi. Đây là nhóm của em, nhóm Tia Chấp Bạc. À, Tia Chấp Bạc. Gia đình em vui vẻ hạnh phúc. Em bây giờ có bé Nghi rồi, hình ảnh cũng đẹp lung linh, không còn gì để coi. Quân mở điện thoại cho Kimmy coi nè Quân ơi. Dạ. Em cho chị coi hình ảnh nào mà em pha chế được ly cà phê vẽ hình trái tim đẹp thì coi. Có chụp thành phẩm không? Cái đó thì em không có chụp rồi. Em làm em ít khi nào mà em chụp hình lắm. Dạ, cái gì vậy? Pha chế ra thành phẩm. Dạ. Cái gì đó? Đây là một đi soda. Cái soda màu này của Ý đúng không? Dạ đúng rồi, đây là uống soda. Cái mùi thơm của các kiểu đúng không? Dạ, một loại soda 2 tầng. Cho chị coi hình gia đình này nọ không? Em út gì không? Đi chơi gì không? Ai đó? Dạ đây là em. Ây chà. Ôi cưng quá. Đây là má của em. Trời đất, má độc đáo ha. Má nhiêu tuổi rồi? Dạ má 50 rồi chị. Má cũng hề hước lắm nha má. Má em rất là hề hước. Cho ra nữa nè. Dạ đây. Không có áp gì nhiều, cũng không có chơi gì nhiều, lo làm lo ăn trật tự hợp lý. Có đồng hồ đi.
đồng hồ báo thức chứ. Dạ đây. Bốn rửa vậy làm gì, người ta làm hướng dẫn viên người ta mới dậy sớm. Dạ thì như em nói trước khi quay chương trình của mình thì em đi làm pha chế bên kia, em làm ca sáng cho nên là 4:30 phải dậy rồi. Bây giờ cái quan trọng là hai cô nàng đó coi điện thoại, khám phá điện thoại của hai anh chàng mà người ta không ưng là mệt á. Trong lúc đó chúng ta nghỉ giây lao trong vòng ít phút. Bây giờ là khoảnh khắc quan trọng, mình không còn cái quyền gì nữa. Bây giờ người đẹp người ta có quyền, ta có gọi mình hay không. Mời hai em xuống đây như vậy. Chờ đón xem Khánh Quân và Kim My có kết nối và cùng hòa nhịp đổ rung tần số tình yêu của họ hay không. Bạn có muốn nói lời nói nào dành cho Kim My không? Nếu em chọn anh, tối nay anh sẽ chở em về quán, pha cho em một ly soda 2 tầng cùng chơi với mèo. Trời ơi, cái Quân giờ quan trọng là bé cái kiểu rước mèo không. Mời Quân đưa cái điện thoại lên đằng trước, đếm ngược cái coi nè. 10 9 chậm thôi. 8 7 6 5 4 3 2 1 và tần số tình yêu xuất hiện tín hiệu rồi. Nghe. Alo. Không biết cảm giác Quân như thế nào khi My gọi. Quân là một người bên ngoài rất là vui vẻ, rất là hay nói thôi. Khi mà Quân quen một người nào đó hay là đi chơi với người đó thì Quân rất là ít nói. Thôi bỏ điện thoại quay lại cho người ta đi. Đón người đẹp lên nào. Rồi đón lên đây. Nói cái gì rồi? Dễ thương quá, đẹp đôi quá. Em thấy bạn rung. Em rung theo. Ôm cái cho bớt rung được không? Dạ được. My, cảm xúc bạn sao nè? Ôm cái rung hơn. À, hả? Hồi hộp lắm hả? Rung còn hơn. Quân ơi, hình như là lâu lắm rồi bạn không có tiếp xúc với một cô gái nào hay sao á? Dạ đúng rồi. Em có quen một mối tình, là mối tình đó năm em 17 tuổi cơ. Cũng là 7-8 năm rồi. Cảm xúc của tình yêu chân thật đó, nó dễ thương và đáng yêu lắm. Hãy trân quý những khoảnh khắc này. Dạ. Nắm tay nhau nè. Chúc mừng hai bạn thành được một đôi rồi chị ơi. Được đôi rồi. Nhiệm vụ của chị Hương nè. Bây giờ em nói một câu gì để Nghi cảm thấy an toàn để gọi cho em? Là mỗi khi em buồn anh có thể đàn cho em mỗi đêm cho em có thể yên giấc ngủ ngon. Nhạc sĩ người ta đưa ra những cái lời thiệt. Toàn ơi, em lấy cái điện thoại em đưa lên đằng trước. Bây giờ tập trung nè. Quyền của bé Nghi. Quan viên hai họ chuẩn bị sẵn sàng nhiệm vụ của mình nha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 nhiều chuyện. 1 Gọi tín hiệu, tần số tín hiệu đã xuất hiện rồi. Alo. Hello anh. Anh có thể quay qua em ôm em một cái được không? Trời liền luôn. Được. Quay lại. Trời ơi, nói cưng gì xinh trời ơi xinh luôn. Dễ thương quá. Xứng đôi vừa lứa. Bữa đám cưới bưng cái đờn lên. Quay lại nói đi. Anh sẽ đờn cho em ngày đám cưới đâu, nói coi. Bây giờ tụi tôi không còn là gì đâu. Anh nghe nói là em biết hát đúng không? Hai đứa mình có thể thành một đôi cũng. Để ra hai đứa con lập một bên nhạc luôn. Cũng được à. Cho anh nắm tay một cái được không? Bây giờ làm gì nó nâng cấp lên, nó mới đi. Ừ. Cho hôn ngay má một cái. Hôn má. Đó. Dễ thương không? Đám cưới có mời tôi với anh Hoàng không? Thì chắc chắn có rồi chị. Mời chứ, vợ bỏ không ai, bà mối cũng tội nghiệp. Nhớ nha, chương trình rất là chu đáo. Tần số tình yêu đã làm hai cái tim bằng thủy tinh tặng cho hai em. Phải trân trọng, đừng để vợ tới ngày đám cưới để lên cái đàn piano. Bên kia để lên cái quầy bartender. Và nhớ là chị Diệt Hương và anh Hoàng rapper hao công tổn sức. Đúng rồi, bao nhiêu công lực của tụi tôi. Cảm thấy cô đơn, hãy kiếm chị Diệt Hương và anh Hoàng trong chương trình Tần số tình yêu sẽ được phát sóng hàng tuần vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Và chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kim giới thiệu.
thiệu về mình đi. Dạ, em xin giới thiệu là em tên là Trung Nguyên, năm nay em 18 tuổi, hiện đang học tại trường đại học Văn Lang. Sở thích của em thì là thích đi du lịch và thưởng thức những món ăn ngon. Hôm nay em đến với chương trình là tìm người có thể đồng hành cùng em ạ. Cái này phải khẳng định với các bạn nam á, chồng cao mét mấy nè Trung Nguyên? Dạ 1m7 à. 1m7 còn cao nữa nha. Bởi vì nghe cái tên Trung Nguyên mà đúng không, là núi mà phải cao chứ phải dới tới cổ.